Ok. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bản mod mới của BC đầu tiên. Mình thấy chữ iMod phiên bản BC Ngọc Rồng BC trên máy tính laptop ạ. Thì hôm nay mình cũng có tìm hiểu nhiều thời gian mình có tìm hiểu cũng rảnh rỗi vài ngày rảnh rỗi. Thì mình có tìm hiểu một số phần mềm mod mod cho phiên bản Ngọc Rồng trên PC gì đó. Thì hôm nay mình mod thành công. Mình chỉ mod giao diện là mod mấy cái hình ảnh giao diện thôi chứ không phải là mod gì cả. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bản mod là bản mod siêu vàng. Ok, đây bản mình mod đã mod. Chúng bây giờ online Super Saiyan luôn. Ok, thì mình sẽ vào giao diện cho các bạn xem. Mình chỉ chỉnh đổi giao diện thôi chứ không có mod gì cả. Đây, mình đã chỉnh các bạn thấy nó sẽ thành màu khác đây. Sẽ ấn ok, mình sẽ chọn vũ trụ một. Để mình vào tài khoản cho bạn xem. Bản mod đầu tiên trên PC nhá. À, mật khẩu là gì ta? Ok. Ở đây là giao diện của phiên bản siêu vàng. Phiên bản mới nhất trên Ngọc Rồng Online. Đó là 1.3.7. Hiện tại đã ra vũ trụ 6, server 6 nhá. Thì các bạn nào muốn chơi thì cứ qua đấy chơi đi. Mình đây, ok, mình sẽ cho các bạn vào giao diện. Thanh này mình sẽ chuyển hết màu vàng này. Màu vàng này. Chúng ta sẽ chữ BC 137. Ok, mình đã chỉnh mod các thứ rồi. Các bạn sẽ thấy không? Thành màu vàng. Đó, siêu vàng. Đây. Đây là bản đồ thì cũng mình đã chỉnh đây vàng nó thành vàng này, cái X hình vàng này, đây hành trang này, đó chữ hiện chữ ok ở đây. Nếu mà mình chọn ở đây 1 2 3, mình cho chọn để mình mặc lại này. Đây sử dụng ok, ấn ok, đây khuôn diện mình mod hết thành màu vàng nữa. Đó, đây là mod đầu tiên trên phiên bản máy tính laptop PC đó. Đó, và đây thành viên băng BT của mình. Các bạn thấy không? Hiện tại là chỉ có mod như vậy thôi các bạn. Ok, thế là phần skin. Skin thì mình mod trên phiên bản PC không như giống như máy tính hà và trên bản PC không phải giống như là điện thoại Android hay là Java. Ok thì nó không thể mod skin to hơn được. Thì mình đã chuyển thành mod skin hiệu ứng. Khi bạn đánh này nó sẽ ra một cái hiệu ứng ngôi sao, hiểu không? Bạn thấy ngôi sao không? Đấy đấy đấy. Nếu mà trên Android thì các bạn có thể mod nhiều skin, ví dụ mod hổ này, mod gió, mod lốc xoáy đấy, mod chim đại bàng gì đó đó. Một số thứ khác nữa, mod skin hỏa tốc cái gì đấy. Còn trên PC thì nó khác, nó không thể mod hình ảnh to hơn hình ảnh gốc nên ra mình cho hình ảnh bé, hiệu ứng sao sáng. Các bạn thấy hiệu ứng sao sáng không? Đấy, đệ tử đánh hiện từ sao sáng này đó. Bạn này nhìn sẽ kích thích mắt hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn thấy nó màu vàng không? Ok thì nó cũng chỉ vậy. Còn một số chút nữa các bạn, mình cho các bạn xem đây. Ok đi. Mình chỉ mới biết mod mấy mấy cái như thế thôi, còn chưa biết mod hơn thì là nữa. Mod đồ điếc hay quần áo thì chưa mod được. Ok thì mình cho các bạn xem cái mình mới chỉnh sửa lại. Mình mới mod lại thôi. Đây và chạm vũ trụ. Ok, chạm vũ trụ. Thì đây mình sẽ đi mình đến xe ra nhá. Đó, cái tàu vũ trụ mình đã chỉnh sửa lại mod lại. Nhìn nó chất hơn không? Và thêm hai cái động cơ ở đây. Và nó bè hơn, nó bè ra hơn. Đây các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đó. Đó đó. Mấy cái này mình đã mod lại. Ok thì hiện tại chỉ phiên bản này mình mod chỉ thế thôi, mình còn chưa biết mod thế nào hơn để cho đẹp hơn.
Còn một thứ đặc biệt hơn nữa đó là sao sẽ nhanh nhỉ? Đó là đây skin các bạn xem. Mình để cái ô này nhá. Mình để vào ô 5. Ở đây ô 1 nó sẽ trống nhưng nó sẽ hiện cái avatar mặt của mình đó. Thấy lạ không? Ok, thì nếu bạn nào muốn sử dụng phiên bản này, mình mod này chơi đẹp hơn thôi, nhìn nó phải đẹp hơn thôi. Ok, thì các bạn là muốn sử dụng phiên bản này thì mình sẽ để link phần tải phần dưới nhá, phần dưới xuất bản này, phần dưới thông tin này, các bạn hiển thị thông tin này, nó sẽ phần ở dưới phần ghi thông tin video này đấy, đây là xuất bản này, video mình sẽ để link ở phần mấy phần này, ở phần này nhá. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn tải luôn. Đây đây mình có ghi đây rồi nhưng mình chưa chia sẻ ra cho các bạn tải đâu, để mình làm clip trước. Ok thì mình để media. Ok thì các bạn ấn vào đó, ấn phần link là mình sẽ để link ở đây, các bạn ấn vào đây là sẽ ra giống như mọi lần mà các bạn tải ở trên Ngọc Rồng thôi, nó cũng giống phiên bản gốc, mình thay mod hình ảnh thôi. Thì bây giờ các bạn chỉ ấn download, download về. Sau khi download về thì download về các bạn ấn giải lén cho mình, các bạn download về xong các bạn ấn giải lén ra thôi, sử dụng như bình thường như các phiên bản bình thường thôi. Đây, các bạn có thể download về xong các bạn giải lén ra thôi. Ok thì bạn nào muốn sử dụng phiên bản này thì có thể download nhé. Các bạn yên tâm nhé, phiên bản PC là mình mod đây, mình đã mod cho cái cục hình vàng là thành cục vàng bị méo. Ok mình sẽ về nhà cho các bạn xem một thứ nữa. Về nhà sao mình cảm thấy mình chạy nhanh hơn nhỉ, đúng không, chạy ngang hack, what the fuck. Ok đây mình đã mod một mod đậu, mình mod hạt đậu thành màu vàng, các bạn thấy màu vàng không? Đó, nhưng mà thu hoạch nó sẽ thành màu lâu, mình hơi tiếc tiếc chú ý, mình chưa biết mod thế nào cho nó thành vàng hẳn. Hiện tại là nó chỉ có như vậy. Mình tính để xem mình có thể mod skin, mod cái hiệu ứng skin khi mình đánh ra nó sẽ to hơn được không? Rồi mình sẽ thay hình hổ hay hót gì đó. Hiện tại nó chỉ có hình sao sáng tia chói chói ra thôi. Hơi buồn buồn chú ý. Đó. Nên ra là vậy. Ok. Thì các bạn nào muốn tải thì mình để phần link phía dưới nhá, các bạn cứ tải về. Đây là phiên bản mod đầu tiên trên máy tính, laptop. Ok và hẹn chào gặp. Nếu thấy hay thì các bạn để lại một like và một subscribe nhá. Mình rất kỳ cái điều đó. Ok thì các bạn nào muốn mình làm video gì thì mình làm. Hiện tại mình rất chán, mình chưa biết làm cái gì cả. Hãy comment phía dưới nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chơi game vui vẻ nhá. Ra server 6 rồi, cố mà úp. Ai chuyển server thì cố mà qua server mà úp một cái đi. Mình không biết dự định có chơi server 6 không, nhưng hiện tại thì mình đang chán, mình chả chơi server nào cả. Mình rảnh thì mình vào game chơi thôi. Ok, bye bye.